Vừa qua tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Y Thanh Hà Nie Cơ Đam, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong nhiệm kỳ qua, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ Vinataba đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nhiều chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt mức đề ra như nộp ngân sách tăng 7,1%, lợi nhuận tăng 6,3%, thị phần nội tiêu gia tăng từ 55% lên 67%, cùng với tốc độ tăng trưởng cao của kim ngạch xuất khẩu trên 4%, đang tạo ra những động lực lớn cho phát triển và sự cải thiện rất có ý nghĩa về năng lực cạnh tranh của Vinataba, qua đó thể hiện vị trí hàng đầu là mũi nhọn chiến lược phát triển toàn ngành, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong điều tiết vĩ mô của chính phủ. Nhiệm vụ tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo ra giá trị gia tăng cao đã được Đảng ủy Vinata tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Chất lượng phát triển còn thể hiện thông qua một hệ thống công nghiệp hỗ trợ lớn mạnh được Vinata xây dựng với hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp được nội địa hóa, góp phần giảm nhập siêu và tăng kim ngạch xuất khẩu. Đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tăng trưởng vượt trội so với một số ngành công nghiệp khác của Việt Nam hiện nay. Với tinh thần đoàn kết, kỳ cương, trách nhiệm, hiệu quả, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung vào các trụ cột phát triển quan trọng như tái cơ cấu hệ thống quản trị toàn tổng công ty theo hướng tăng cường sự tập trung, chi phối của công ty mẹ trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự, chiến lược thương hiệu và nghiên cứu phát triển để phát huy sức mạnh tổng hợp trên cơ sở phân công chuyên môn hóa và nâng cao quyền chủ động kinh doanh của các công ty con. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ hệ thống công cụ quản trị đối với các công ty thành viên để vận hành bộ máy hiệu quả cao, coi đây là những yêu cầu tất yếu và quan trọng đối với quá trình vận doanh sau cổ phần hóa. Với tinh thần tập trung, dân chủ, đại hội đã bầu 31 đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm bí thư đảng ủy khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Có thể nói là kết quả cái đại hội đảng bộ tổng công ty thuộc lá Việt Nam lần thứ ba nhiệm kỳ 2020-2025 2025 đã thành công rất là tốt đẹp. Nó thể hiện từ cái công tác chuẩn bị rất chu đáo, rất là sát sao với cái chỉ đạo của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Thể hiện một cái tinh thần, một cái ý chí tập thể, một cái sự đoàn kết nhất trí rất cao trong toàn Đảng bộ. Và trong cái nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 2020 2025 nó sẽ có rất nhiều khó khăn. Đặc biệt trước mắt đấy là các cái vấn nạn buôn lậu thuốc lá. Nên tuy nhiên, là chúng tôi cũng đề ra các cái chương trình hành động các cái quyết sách để kiến nghị với các cơ quan hữu quan hỗ trợ cho ngành thuốc lá Việt Nam trong đó có Tổng công ty để chúng tôi giải quyết tốt nhất có thể các cái vấn nạn về buông lậu thuốc lá